Ra mắt người yêu. Hết giờ rồi các bà ơi, về thôi. Trời ơi, mưa to thế này mà về thì thảm lắm. Hay là chờ tạnh mưa rồi về nhỉ? Này, kiếm được anh có ô tô là chả sợ mưa nắng gì nữa luôn. Giống như Ngọc kia kìa. Em này, cuối tuần này anh muốn đưa em về nhà. Ba mẹ anh rất muốn gặp em. Ôi, về nhà anh ấy à? Em chưa chuẩn bị tinh thần. Có gì mà phải chuẩn bị em. Ba mẹ của anh dễ tính lắm, em đừng có lo. Con dâu tương lai dễ thương, dịu dàng thế này, chắc chắn ba mẹ sẽ rất thích em. Ngọc, làm cái gì mà ngồi thần mặt ra đấy hả? Cãi nhau với người yêu à? Không, hơn cả cãi nhau đây. Chuyện là cuối tuần này anh Tú bảo tôi về nhà ra mắt ba mẹ anh ấy. Nhưng mà tôi lo lắm đây. Ôi dạo, tưởng gì. Thế thì lại thêm một bước tiến tốt. Thế phải vui mới phải chứ. Nhưng mà đến đó tôi chả biết mua gì tặng. Nói năng thế nào, tôi cảm thấy ba mẹ anh ấy ở một giai cấp khác hẳn vậy. Làm sao cho vừa mắt họ đây chứ. Tôi nghĩ bà cứ mua món quà đắt đắt chút. Chứ nhà họ giàu thế, toàn dùng đồ sang. Mình mua đồ bình dân họ lại cười cho. Ừ, nhưng đến đoạn họ hỏi đến gia đình của tôi. Họ mà biết tôi chỉ là con nhà nông ở quê, họ lại nghĩ tôi đũa móc mà đòi mâm son. Vậy thì cứ nói đại là ba mẹ cậu là giáo viên về hưu chẳng hạn, là họ đã nhìn bà khác rồi. Chứ bà đừng có nói là làm nghề nông. Nhưng nói dối thế sao được? Thế bà có muốn họ bảo bà trèo cao, yêu con trai của họ chỉ vì lợi dụng không? Bà có muốn họ ngăn cản, không cho bà đến với anh Tú không? Hương nói đúng đó, bà có phúc lắm mới yêu được con trai của tổng giám đốc. Anh Tú vừa cao to đẹp trai, lại giỏi giang chu đáo. Đã thế lại còn đi ô tô, đi cả chiếc chứ. Ngày ngày đưa đón bà đi làm, lại còn yêu bà như thế. Kiểu gì thì kiểu, bà phải cố mà giữ. Bà đừng có lo, sau này họ có phát hiện ra sự thật, thì lúc đó bà cũng là người của nhà họ rồi. Cứ yên tâm mà làm theo lời tôi. Thế phải nói trước với anh Tú chứ. Anh Tú cũng chỉ biết nhà tôi ở quê, cũng chưa biết rõ mẹ tôi làm nghề gì. Thôi, tạm thời chưa nên nói rõ với anh Tú. Để anh Tú biết rồi lỡ lại. Mà thôi, cứ nghe bọn tôi quân sư cho bà, chỉ có chuẩn luôn, không phải suy nghĩ nhiều. À, dạ ba mẹ, đây là Ngọc, bạn gái của con. Con chào hai bác ạ. Ừ, chào con. Bác nghe thằng Tú kể nhiều về con, mà không ngờ con lại xinh xắn thế này. Cảm ơn bác quá khen ạ. Lần đầu đến thăm nhà, con có chút quà biếu hai bác. Con chu đáo quá, cảm ơn con. Thôi, hai đứa vào nhà ngồi đi. Ba mẹ con làm nghề gì? Còn công tác không? Ờ, dạ, ba con đã mất lâu rồi. Còn mẹ con là giáo viên, cũng đã nghỉ hưu rồi ạ. Vậy à, chà, đúng là con nhà giáo có khác, xinh xắn, lại nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Cho hai bác gửi lời hỏi thăm mẹ con nhé. Dạ vâng. Lúc nãy ba mẹ khen em đấy, nào là xinh, khéo, lại chu đáo nữa. Sao em trông vẫn không được vui vậy? Ba mẹ anh đều thích em rồi mà. Ờ, không, không có gì đâu anh, tại em vẫn chưa hết căng thẳng thôi mà. Em nhát quá đấy. À, cuối tuần sau chúng ta về thăm nhà em nhé. Ờ, hay là để sau đi anh. Em sao thế? Lần nào nhắc đến chuyện về quê thăm nhà em cũng không đồng ý. Em chỉ là em thấy chưa thích hợp. Anh có thể đợi thêm một thời gian nữa được không ạ? Chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi, em cũng đã về thăm nhà anh rồi. Anh chỉ muốn được về thăm nhà em, thăm mẹ em, mà sao khó thế? Hay là em chưa tin tưởng anh nên không muốn giới thiệu anh với gia đình? Em không phải vậy à? Thế thì tại sao hả em? Vậy để em sắp xếp đã nhé. Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ. Các con về rồi đấy hả? Mẹ, đây là anh Tú bạn con. Dạ, con chào bác. Ừ, hai đứa con vào nhà đi. Vào rửa mặt mũi tay chân rồi ăn trưa. Mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Con phải vào rửa mặt cho tỉnh người đây. Đi đường lâu mệt quá. Anh vào nhà uống nước với mẹ đi. Quê mình đẹp quá bác nhỉ. Cháu hay thích về những vùng quê, cảm giác rất yên bình. Ừ, ở đây không khí trong lành, không xô bồ như ở thành phố. Có dịp rảnh, hai đứa cứ về chơi nha.
Trước bác là giáo viên, học trò lúc nào cũng ríu rít. Bây giờ nghỉ rồi ở nhà cũng buồn bác nhỉ? Mẹ ơi, ngày mai con dẫn anh Tú về. Mẹ đang trong nhà cho bác cả. Mẹ cứ nói đó là nhà của mình. Với cả mẹ là giáo viên về hưu nhé. Sao lại thế hả con? Con đã lỡ nói dối gia đình anh Tú như vậy. Con xin lỗi mẹ. Con sợ gia đình anh ấy sẽ chê cười nhà mình. Sợ ba mẹ anh ấy sẽ không đồng ý cho con đến với anh ấy. Mẹ giúp con nha. Tú nè, thật ra bác trước giờ làm nông thôi, không phải giáo viên gì cả. Nhà này cũng là nhà của bác con bé Ngọc. Hai vợ chồng bác ấy lên thành phố chơi với con một tháng nay rồi. Bác sang đây trong nhà giúp. Còn nhà bác ở bên đối diện kia kìa. Con bé Ngọc nó làm vậy vì sợ gia đình con chê cười, không môn đăng hộ đối với gia đình con, rồi sợ ba mẹ con phản đối chuyện hai đứa. Nhưng bác nghĩ dù sao đi chăng nữa cũng không nên giấu con. Nếu con có yêu con bé thật lòng thì hãy thông cảm cho nó. Vâng, cháu hiểu ạ. Anh thấy không khí ở quê thích không? Ngọc, sao em lại nói dối? Nói dối gì cơ? Nói dối rằng mẹ em là giáo viên, rằng căn nhà hai tầng đó là nhà của em. Mẹ đã nói hết với anh sao? Em xin lỗi, tại em sợ ba mẹ anh bảo em là đũa móc chòi mâm son. Thế sao với anh, em cũng không nói thật. Em đã định nói với anh nhiều lần, nhưng không hiểu sao sau đó em lại thôi. Em biết là em làm vậy là sai rồi. Em... Giờ thì anh cũng đã biết rõ rồi. Anh có còn yêu em nữa không? Nếu anh muốn chúng ta dừng lại, em cũng sẵn sàng, sẽ không oán trách anh. Em nói gì thế hả Ngọc? Em nghĩ tình yêu anh chỉ đến thế sao? Em biết không, ba mẹ anh cũng xuất thân hoàn cảnh khó khăn, tự bươn chải mà vươn lên. Thế nên họ luôn đặc biệt có thiện cảm với những người nông thôn chất phác thật thà. Anh cũng vậy thôi. Anh yêu em, ba mẹ anh quý em vì bản chất con người thật của em, chứ không phải vì những thứ khác, em hiểu không? Em đã sai rồi, em đã cảm thấy có lỗi với anh và ba mẹ của anh quá. Ừ, rồi chúng ta sẽ tìm dịp thích hợp để nói thật với ba mẹ. Họ đều là người rất hiểu chuyện. Anh tin ba mẹ sẽ không để bụng đâu em. Dạ. Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Dương, cà phê bàn số 5. Dạ. Xin lỗi quý khách. Thầy Dương, có phải Dương khóa K53 không? Thầy, em chào thầy. Mà sao thầy lại ở đây ạ? À? Câu đó thầy phải hỏi em mới đúng chứ. Em vào xin phép quản lý, rồi thầy trò mình nói chuyện một lúc. Đã 2 năm rồi, thầy trò mình không gặp nhau. Nhưng sao một sinh viên bằng giỏi như em lại làm phục vụ ở đây? Dạ, thực ra là em... Hồi mới ra trường, em có gửi hồ sơ cho một công ty, nhưng mà chờ mãi chẳng có hồi âm. Sau đó để có tiền sinh hoạt, em đã xin vào làm phục vụ cho nhà hàng này đến bây giờ. Vậy sao em không cố gắng tìm công việc khác phù hợp hơn với năng lực và sở trường của em? Làm việc ở đây thật lãng phí tài năng quá. Thưa thầy, em... Đây là một người bạn của thầy. Hiện nay ông ấy là tổng giám đốc của công ty truyền thông. Em hãy chủ động đến nộp hồ sơ. Thầy sẽ viết một bức thư giới thiệu em với ông ấy trước. Chứ em làm việc ở đây, thầy thấy tiếc cho năng lực của em quá. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Chào cô. Cô, tôi có thể giúp gì được cho cô? Tôi muốn gặp tổng giám đốc. Tôi đã có hẹn trước. Phiền cô ngồi đợi một lát. Tổng giám đốc đang bận một chút việc. Công ty này hình như toàn những người trung niên. Chắc họ có nhiều kinh nghiệm lắm. Mình lại chưa từng làm việc ở đâu. Không biết mình có làm việc nổi không nữa. Cô
Trời, công ty này lớn quá. Không những toàn người có kinh nghiệm chuyên môn, lại còn giỏi cả ngoại ngữ nữa. Mình học trong trường tuy tốt thật đó, nhưng riêng ngoại ngữ thì còn kém lắm. Nếu làm việc không tốt, mình sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của thầy mất. Hay là thôi vậy? Chị ơi, em xin phép có chút việc gấp. Em... Vậy à? Chắc tổng giám đốc sắp xong việc rồi. Chị đợi thêm chút nữa thôi ạ. Ờ không, em sẽ liên lạc lại sau. Chào chị. Cô gái này lạ thật. Một thời gian sau. Dương, tại sao em vẫn còn làm việc ở đây? Thưa thầy, em... Sao? Đó là một công ty rất tốt, lại rất hợp với ngành em học mà. Thưa thầy, công ty đó lớn quá, nhân viên toàn những người có kinh nghiệm, lại rất giỏi ngoại ngữ nữa. Em không có kinh nghiệm, lại không giỏi ngoại ngữ, em sợ... Dương nè, em có nhớ một bài học thí nghiệm về loài bọ chét mà thầy đã từng dạy cho em không? Thưa thầy, em có, nhưng mà có liên quan gì tới chuyện này ạ? Thầy đã bỏ con bọ chét vào ống thủy tinh. Thế nhưng nếu đặt một ngọn đèn đốt nóng bên dưới cái ly thì con bọ chét đã nhảy thoát khỏi cái ống nghiệm. Thậm chí nó còn có thể chinh phục độ cao hơn vậy nữa. Đúng vậy, em nhớ rồi. Thật ra những con bọ chét ấy không cần tới ngọn lửa để bật cao lên, bởi vì bản thân chúng có sức bật rất lớn. Nhưng ở lâu trong cái ly tù túng ấy mà chúng đã quên đi điều đó. Ý thầy là... Ý thầy là em hãy tự tin vào bản thân của mình hơn nữa. Mấy năm ở trường, thầy biết năng lực của em. Em hoàn toàn có thể bật lên khỏi hoàn cảnh thực tại. Em hiểu rồi thầy ạ. Em cảm ơn thầy. Vậy thì còn đợi gì nữa nào? Có lẽ ông tổng giám đốc kia vẫn đợi em đó. Vâng ạ, thưa thầy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.